Từ ngày 26 đến 30 tháng 8 tại sân vận động Bà Rịa, Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Bình Minh tổ chức giải bóng đá nam U15 quốc tế Cup Asian Cup 2019. Vào chiều nay tại thành phố Vũng Tàu, ban tổ chức giải đã tiến hành buổi lễ công bố nhà tài trợ chính. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh. Giải bóng đá nam U15 quốc tế diễn ra tại sân vận động Bà Rịa từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 8 có sự đồng hành của công ty cổ phần AC Cup Việt Nam với tư cách là nhà tài trợ chính. Giải có 4 đội tham dự gồm chủ nhà U15 Việt Nam và 3 đội khách mời là U15 Myanmar, U15 Hàn Quốc và U15 Nga. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Giải bóng đá nam U15 quốc tế Cup Asian Cup 2019 nằm trong chương trình hỗ trợ của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA năm 2019 hướng đến bóng đá trẻ. Bởi vậy, UEFA cũng hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời một đội châu Âu là U15 Nga dự giải để đảm bảo về chuyên môn cho hoạt động giàu ý nghĩa này. Với sự đồng hành của công ty cổ phần Asian Cup Việt Nam, sự hỗ trợ của các sở ngành địa phương liên quan của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đặc biệt là sự góp mặt của 4 đội tuyển U15 chất lượng. Tại buổi họp báo công bố nhà tài trợ chính diễn ra chiều nay, ban tổ chức tin tưởng giải bóng đá nam U15 quốc tế Cup Asian Cup sẽ diễn ra thành công, cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, kịch tính.